Xin chào các bạn, hòa theo dòng không khí đang vô cùng sục sôi của cả nước nói chung và miền Bắc nói riêng về đại dịch sốt xuất huyết thì chắc hẳn là không ít người trong số chúng ta đã đi tìm đến những cái giải pháp ở bên cạnh những cái việc rất là cơ bản như là mắc màng khi đi ngủ hay là giữ gìn vệ sinh nhà cửa. Ngoài những cái biện pháp khá là lỉnh kỉnh khó mang theo bên mình như là đèn đuổi muỗi này, vợt bắt muỗi này hay là một cái lọ xịt muỗi mà nó khá là hóa học thì một cái ứng dụng đuổi muỗi trên điện thoại là một cái giải pháp mà còn khá nhiều người băn khoăn. Liệu ứng dụng này có thực sự hiệu quả không và nó hoạt động như thế nào thì chúng ta cùng xem nhé. Theo mình được biết thì tai người nghe được trong khoảng từ 16 đến 21 kHz. Trên khoảng này là sóng siêu âm và dưới khoảng này là sóng hạ âm. Tuy là tai người thì không nghe được cả sóng siêu âm lẫn sóng hạ âm, thế nhưng mà nếu tiếp xúc lâu dài thì sẽ có ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. Về việc các ứng dụng này có thể mô phỏng được tiếng đập cánh của loài rơi hay là loài chuồn chuồn để đuổi muỗi thì trên thực tế tần số đập cánh của chuồn chuồn là vào khoảng từ 20 đến 170 Hz và thấp hơn rất nhiều so với con số 15 kHz mà nhà phát triển ứng dụng đưa ra. Và thực tế thì các nhà khoa học cũng đã chứng minh là dù cái tần số này có ở cái mức 20 đến 170 Hz thật thì cũng không có tác dụng nhiều trong việc đuổi muỗi. Còn những cái ứng dụng mà nói là mô phỏng là cái tần số âm thanh của muỗi đực, một cái âm thanh ở muỗi cái khá là sợ, thì thực ra nó sẽ chỉ có tác dụng trong thời gian ngắn. Sau đó thì con muỗi cái sẽ quen với âm thanh này và sẽ không còn sợ nữa. Theo quảng cáo thì chỉ cần cài đặt phần mềm, cái phần mềm này thì có cả trên iOS và Android, thì người dùng sẽ không phải băn khoăn lựa chọn biện pháp chống côn trùng, không mất tiền mua máy đổi muỗi, không bị độc do dùng hóa chất, không mất thời gian tìm cách đổi muỗi bằng phương pháp dân gian nữa. Các ứng dụng này thì giả lập tần số sóng siêu âm của loài rơi và loài chuồn chuồn vốn là kẻ thù của muỗi, hoặc là giả theo tần số sóng âm của muỗi đực khiến muỗi cái sợ và tránh xa khu vực phát sóng. Đây ví dụ như là cái ứng dụng này mình đang có ở đây thì có các tần số từ 10 kHz đến 21 kHz để mà người dùng điều chỉnh cho phù hợp, và từ đó thì ứng dụng sẽ sử dụng loa của điện thoại để phát ra sóng âm làm cho muỗi khó chịu và được cho là không ảnh hưởng tới người sử dụng. Thì mình sẽ thử. Đây như các bạn thấy là ở 10 kHz thì chúng ta vẫn nghe thấy rất là rõ ràng. 12 kHz cũng thế. 15 vẫn nghe thấy nhưng mà tiếng nó nhỏ hơn. Đến 17 thì nó chỉ còn rất nhỏ, chắc là lên video không nghe thấy đâu. 19 với 21 thì không nghe thấy nữa rồi. Từ đó ứng dụng sẽ sử dụng loa của điện thoại để phát ra sóng âm này làm cho muỗi khó chịu và được cho là không ảnh hưởng tới người sử dụng. Một báo cáo khoa học vào năm 2010 đã được công bố sau khi tiến hành 10 thử nghiệm khác nhau. Các nhà khoa học đã rút ra kết luận là các thiết bị đuổi muỗi điện tử bằng sóng siêu âm là không có tác dụng ngăn ngừa muỗi cắn. Nhiều khi quảng cáo chỉ dựa trên nguyên lý, còn thực tế thì không. Các nhà khoa học từng thử nghiệm trong phòng thí nghiệm với lồng kính chứa hàng trăm con muỗi. Sau đó họ sử dụng một chiếc điện thoại có cài đặt ứng dụng đuổi muỗi và cho cánh tay trần vào bên trong lồng kính. Với giải tần số từ 3 đến 11 kHz, các sóng âm thanh là hoàn toàn vô dụng đối với đám muỗi. Cũng theo giáo sư Bùi Công Hiển, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, tai người không thể nhận biết được các sóng siêu âm này. Do đó nếu thực sự là các ứng dụng này có thể phát ra tần số khoảng 12 kHz thì tai chúng ta cũng sẽ không thể nhận biết được. Các sóng âm thanh này tạo ra sự khó chịu đối với tai, thậm chí là một nghiên cứu khác được công bố trên trang web của Thư viện Y khoa Quốc gia Hoa Kỳ còn cho thấy tần số cắn của loài muỗi tăng cao hơn bình thường khi sử dụng sóng siêu âm. Với nguồn sóng âm thanh có tần số 9 đến 18 kHz, kết quả là số lượng vết đốt tăng lên khoảng 20-50% khi nguồn sóng âm thanh được bật, đặc biệt là ở tần số 11 kHz có tỷ lệ tăng cao đột biến. Ngoài ra, tai người có cấu tạo khác với các loài vật nuôi trong nhà như là chó hay mèo. Các loài vật nuôi này có khả năng nghe được những âm thanh với tần số cao hơn con người, do đó những ứng dụng trên có thể khiến lũ thú cưng này nổi điên trong nhà của bạn. Tóm lại, để có thể ngăn muỗi đốt thì các cái ứng dụng trên điện thoại này vẫn tỏ ra khá là vô dụng. Và cho đến khi tìm được một giải pháp tiện lợi hơn thì các bạn nên trang bị cho mình một lọ phòng chống muỗi như thế này, mang theo bên mình mọi lúc mọi nơi với rất nhiều mùi hương và có thể thay thế cho nước bông rất là sang trọng và thời thượng. Đó, trong một ngày dài năng động không cần phải lo bất cứ loại muỗi nào. Và nếu bạn thấy video này hữu ích thì đừng quên like, share, subscribe cho S Channel nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.